Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án Vũ Huy Giang và đồng phạm tội mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 23 tháng 5, tại trước cửa nhà số 129 Quang Trung, phường Quang Trung, Hà Đông, tổ công tác đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông kiểm tra phát hiện bắt quả tang đối tượng Vũ Huy Giang, sinh năm 1977, trú tại phường Quang Trung, có hành vi cất giấu ma túy để bán. Qua đấu tranh, Giang khai nhận đang sử dụng ma túy cùng em trai là Vũ Huy Sơn, sinh năm 1980 và hai đối tượng khác ngay tại các xếp tầng 1 nhà Giang. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận từ đầu năm 2024, Vũ Huy Giang sử dụng tài khoản Facebook Giang Vũ Huy, hoạt động trên các hội nhóm tìm mua ma túy, đăng bài bán ma túy trên mạng. Theo hồ sơ, Vũ Huy Sơn, em trai của Giang, có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, ra quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Huy Giang về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khởi tố bị can đối với Vũ Huy Sơn về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.